Hello, chào các bạn đã đến với kênh Quang TV. Hôm nay mình chia sẻ về ăn Tết miền Tây nha các bạn. Miền Tây của mình thì ăn Tết rất là đơn giản, mộc mạc nhưng mà rất là vui. Nào, các bạn hãy cùng xem nha. Đầu tiên là màn nướng bánh, bánh tráng Mỹ Lòng, bánh phồng xương đốc. Các bạn nghe câu đó mà. Trước hết chúng ta phải nhóm lửa lên các bạn ơi. Nhóm lửa lên, chờ cho lửa than hồng cháy đỏ rực. Thì quá trình chờ đợi thì các bạn đã thấy như thế này đấy. Ngồi chờ cho than nó cháy đều. Thì các bạn sẽ nhóm phong cảnh cây mai vàng nè. Mai thì bắt đầu đổ rất là đều. Rồi quang cảnh xe cộ, các bạn thấy ở ngoài đường thì xe chạy rất là dập dìu. Những người đi về quê nè, rồi những người đi chúc Tết nè, rất là vui các bạn ạ. Ở lộ mình thì xe chạy rất là nhiều, xe hơi, kể cả các bạn thấy đây, xe xịn luôn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy đấy à. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại là nướng bánh các bạn ơi. Lửa than cũng đã tới rồi. Nướng bánh á, thì phải khéo nha các bạn, không khéo là dễ bị khét lắm á. Đây là quá trình nướng bánh nè. Mình phải ngồi gần bếp lửa, nóng lắm các bạn. Cảm giác là rất là nóng á. Ngồi gần bếp lửa nóng dữ lắm nha các bạn. Tại vì than hồng mà, mình nướng bánh là phải cần lửa lớn. Lấy quay một hồi thì cũng đã xong rổ bánh rồi các bạn. Thế là mình được một rổ bánh ngon lành ha. Rồi thì lửa cũng đã tàn. Thì các bạn thấy đây, xe vẫn chạy dập dìu. Người người vẫn đi. Đường phố dưới quê coi vậy chứ cũng rất là ồn ào đó các bạn. Tại vì người dân tập trung về quê mà. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ quay sang mần vịt nha các bạn. Đây các bạn thấy đây, chị em súng lại mần vịt. Xuống nè, xuống vô chào ngoại. Đi đi xa về sực sừ cái gì hả? Say ngủ hả? Trời ơi, thấy thương không? Đây, sắp tới nữa rồi. Hello. Trời ơi, ông ngoại ẩm vô. Cái này mình làm gì? Con cháo rồi. Cắt ra cho nó gọn, nó to quá ha. Thank you.
coi chị. Sao bỏ hai cái trứng ra là sao? Trứng là luộc rồi. Dạ. Cái nồi này nhìn hấp dẫn thiệt ha. Còn thịt nữa. Còn thịt nữa, nó đặt làm sao mà rõ vô được. Nồi cháo. Mà thấy gà đu đủ không chứ không thấy xả. Mỏi nhiều. Gà hầm xả mà thấy gà với đu đủ. Gà với đu đủ không? Không có thấy xả, nói hầm xả mà không có xả. Cây nhà lá vườn nè các bạn ơi. Coi cái bà già đó, bà ngồi bà cắt rau á. Bà đi cua luộc. Nó đủ gãi gấp thôi gì vậy? Mới cắt gấp hồi hôm á. Vậy á. Vậy ở vậy ở chơi cho đã mẹ ơi. Mấy tay nó thôi rồi. Ở cho đã hết trơn. Thì ở chơi tới mùng 4 thì mùng 4 cái nó đi mẹ rồi. Nó bệnh nữa. Cái bệnh này nó bệnh. Lấy đồ gà vịt trường, có gà cúng mùng 3 trường, gà cúng mùng 3 chung bộ chung già. Các bạn thấy cây cải trồng đẹp không? Ăn tới đâu lãi lá tới đó đấy các bạn ơi. Đây là món đồ xào này nha các bạn. Xào này là xào lòng của con vịt. Rồi cái món cháo của mình cũng sắp chín rồi các bạn. Món cháo vịt hấp dẫn quá. Đây lúc nào cũng có món thịt kho à, cái này chưa có hâm các bạn ơi, này phải hâm nó lại, nó còn đông mỡ. Không có ai mập nói, ai là ớ là bị vấn đề là cái nhà không có bán cảnh cũng chết đủ, nó không chưa đúng thằng nào không à, đúng khách nào thắng con hỏi nãy đi là này nước mắm ăn nè. Nước mắm ăn nè. Bắp sen chay gì đó. Cái rau dê bánh thịt chó. Đúng không? Nước mắm gừng. Nấu. Công thức ở đâu có thể chia sẻ không các bạn? Bí quyết. Bí quyết không thể tiết lộ. Đó là 11 là đâu có ai tin tưởng khi mình làm nữa đâu. Đúng không? Đúng rồi. Nếu mà mình nói ra là 11 người ta không có kêu mình làm được mắm nữa. Đây là mình đang hâm nồi thịt kho nè các bạn. Tết nhất nhà nào cũng có một cái nồi thịt kho xương xương vậy ha. Ngã gái nhiều quá tồi luôn ta. Cái đẹp không à quý vị. Chưa có chồng á bà con ơi. Mắm gì á? Nước mắm nhìn sao? Hai nãy có đâu. Không có nước mắm nha. Làm xong rồi. Dạ. Cũ ngày hôm qua về lay tim quá trời ăn nhậu sao mà tinh bừng khói lửa. Hai năm mày cũng gặp nó không. Còn không? Rồi mời mọi người dùng nha. Nãy giờ làm cực khổ. Chúc mừng năm mới nha. Ngoài đâu mà lên đâu, năm ngoái. Phước uống nghe anh cái đi Phước. Vô. Nhỏ. Cái đau kia nhỏ là nhỏ hơn rồi.
Rồi mời mọi người uống với mình ly rượu nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Lớn về cái tủ á. Hả? Mình lớn cái nhỏ. Wow, rượu ngon thiệt chứ.